Hồ Giới đại sư, một đạo nhân. Hai người nói gì đi chứ, mau chóng nghĩ cách. A Di Đà Phật, còn có cách nào nữa? Sau khi vượt qua đỉnh núi Tử Cấm kia, đương kim thế thượng, đã không ai có thể ngăn được kiếm pháp của Tây Môn Sư Tuyết nữa rồi. Đúng vậy, chỉ cần là người Tây Môn Sư Tuyết muốn giết thì chưa có một người nào có thể thoát khỏi. Cho dù thoát khỏi thì sống cũng không quá 10 ngày. Nhưng mà ta thật sự không hiểu tại sao Tây Môn Sư Tuyết lại muốn truy sát Lục Tiểu Phụng. Mọi người đều là bằng hữu ngày xưa. Bởi vì cuộc đời của Tây Môn Sư Tuyết hận nhất là một chuyện, đó chính là phản bội bằng hữu. Chẳng lẽ Lục Tiểu Phụng cũng là kẻ phản bội bằng hữu sao? Không sai, Lục Tiểu Phụng lần này không chỉ phản bội bằng hữu, mà lần này người hắn phản bội chính là Tây Môn Sư Tuyết. Lần này Lục Tiểu Phụng e là lành ít dữ nhiều rồi. Truyền kỳ Lục Tiểu Phụng, U Linh Sơn Trang. Thank you.
Này băng hữu, tôi là Lục Tiểu Phụng. Nếu như anh là người tới đón tôi thì xin hãy xuất hiện. Ta ở trước mặt ngươi mà ngươi lại không nhìn thấy ta. Bằng hữu, xin thứ lỗi, mắt tôi không được tốt lắm. Ông trốn dưới đất thì làm sao mà tôi nhìn thấy? Hãy xuất hiện đi. Cái hạ chính là câu hồn sứ giả. Sao ngươi lại có thể tìm tới đây được? Khéo thật đấy. Độc Cô Mỹ là bằng hữu của ta. Là Độc Cô Mỹ tàn ác mới hết tính người. Đúng vậy, anh ta nói với tôi chỉ cần tìm được câu hồn sứ giả thì có thể trốn đến một nơi mà ngay cả Tây Môn Suy Tuyết cũng không thể tìm được. Tại sao Tây Môn Suy Tuyết lại muốn truy sát ngươi? Thực ra cũng chẳng có gì. Anh ta đúng lúc nhìn thấy tôi với vợ của anh ta đang nắm tay nhau, cùng đi vào một căn phòng mà thôi. Lục Tiểu Phụng, ngươi tự tạo nghiệp thì không thể sống. Tôi biết, vì vậy tôi mới tới đây tìm ông. Tôi biết anh ta sẽ không tha cho tôi đâu. Ngươi còn không xứng. Không xứng cái gì? Không xứng nói chuyện với ta. Bởi vì ta chỉ nói chuyện với người chết. Người chết? Để tôi trở thành một người chết? Cái này thì hơi khó đi. Không khó. Ngươi quay đầu lại nhìn xem. Xem ai tới rồi. Tây Môn Suy Tuyết. Cậu ta không phải là Tây Môn Suy Tuyết. Cậu ta là Tiểu Bạch Long, Diệp Cô Hồng. Ngươi nhìn cậu ta có giống con trai của Tây Môn Suy Tuyết không? Câu hồn, ta đã tìm ông cả một ngày một đêm. Rốt cuộc ông có đồng ý tỉ thí với ta không? Quá ra cậu là Diệp Thiếu Hiệp. Thất kính rồi. Ông là ai? Diệp Cô Hồng, ngươi luyện kiếm pháp đến mù cả luôn rồi à? Ngươi không nhận ra ông ta? Ông ta chính là Tứ Mi Mao, Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng? Ông chính là Lục Tiểu Phụng? Làm sao? Có phải là còn không bằng một con Lục Tiểu Kê không? Đúng thật là lúc cần thì tìm thế nào cũng không ra. Phải gặp thì hoàn toàn không cần phí sức. Lục Tiểu Phụng, tôi đã tìm ông rất lâu rồi. Cậu không phải là tìm câu hồn à? Tại sao lại đổi thành tìm tôi? Tôi có một câu muốn hỏi ông. Đúng lúc lắm, tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi Diệp Thiếu Hiệp. Cái gì? Cậu tìm câu hồn làm gì? Chẳng lẽ cậu cũng muốn trốn kẻ thù nào hay sao? Lục Tiểu Phụng, ông hoàn toàn không thông minh giống như trong tưởng tượng của tôi. Tôi chính là người trong Sơn Trang. Sao tôi lại phải chạy trốn kẻ thù? Sơn Trang? Sơn Trang gì? Lục Tiểu Phụng, ông không nên hỏi câu hỏi này. Nói, rốt cuộc ông còn biết bao nhiêu chuyện nữa? Xem ra hứng thú của Diệp Thiếu Hiệp hôm nay rất cao. Sơn Trang mà cậu nói tôi không hề biết gì hết. Không cần thiết phải làm như vậy chứ. Lục Tiểu Phụng, bây giờ ông có thể trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ? Nói đi. Ông là bằng hữu của Tây Môn Suy Tuyết. Đúng thế. À không, trước đây là như vậy. Tây Môn Suy Tuyết là người như thế nào? Một người mê kiếm như mạng. Vết thương ở trên ngực của ông ta là do ông ta đâm đúng chứ? Đúng vậy. Không ai có thể thoát khỏi mũi kiếm của anh ta. Quá ra là như vậy. Tốt lắm. Vậy ông hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc là kiếm của Tây Môn Suy Tuyết nhanh hay là kiếm của tôi nhanh? Diệp Thiếu Hiệp, rốt cuộc kiếm của ai nhanh? Không cần tôi phải nói nữa chứ. Tây Môn Suy Tuyết đâm bị thương ông bằng mấy chiêu? Một chiêu. Câu hồn, cánh rừng này hình như chúng ta đã từng đi tới đây rồi. Ông sẽ không dẫn tôi đi lòng vòng đấy chứ? Đừng quên, bây giờ ngươi đã là người chết rồi. Người chết sẽ không có nhiều câu hỏi như vậy đâu. Tôi là một người chết thích đặt câu hỏi đó. Chúng ta nên đến Sơn Trang mà Diệp Cô Hồng nói sao? Đúng vậy, một nơi mà ngay cả Tây Môn Suy Tuyết cũng không tìm được. Tại sao? Bởi vì nơi đó chỉ có người chết mới đến. Vì vậy nó được gọi là U Linh Sơn Trang.
Nè nè, ông tuổi to như vậy Tây Môn Sư Tuyết sẽ nghe thấy mất. Cho dù có nghe thấy thì anh ta cũng không thể qua được quyển môn quan. Nè, tôi là Lục Tiểu Phụng, hồn của tôi đã đến rồi. Câu hồn, sao hôm nay lại có người cướp mất lời thoại của ông nên nói rồi. Tiểu thư, Lục Tiểu Phụng đã được đưa đến đây rồi, còn có căn dặn gì nữa không? Cái tên Tiểu Phụng Hoàng đó có thể đi vào rồi. Là do ai nói? Lão Đa Bảo Tử. Tránh sang một bên. Cái gì? Lần này hồn của ngươi thực sự đã bị câu đi mất rồi. Vừa nãy trong sân cốc là cô ta đã nói chuyện sao? Không, là Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử? Vậy cô ta là ai? Cô ta là Đại Diệp Tử, không ai dám chọc vào đâu. Ông nói cái gì? Đại Diệp Tử? Lục Tiểu Phụng, vượt qua sợi dây sinh tử này, người chính là người chết rồi. Lắc lư lắc lư, đến cầu bà ngoại. Bà ngoại gọi tôi là đứa bé ngoan. Lắc lư lắc lư, đến cầu bà ngoại. Bà ngoại gọi tôi là đứa bé ngoan. Tiểu Phụng Quang, cầu xin anh đừng hát nữa. Đừng hát nữa. Lắc lư lắc lư, đến cầu bà ngoại. Tôi nghe sắp chết rồi. Bà ngoại gọi tôi là đứa bé ngoan. Đừng có hát nữa. Cô nương, cô bị thương sao? Không bị thương, chính là sắp chết rồi. Sắp bị giọng hát làm chết. Anh có biết vừa nãy ai đã cứu anh không? Tất nhiên là cô nương đây rồi. Đã biết như vậy, sao còn không mau vào đây cảm ơn ta? Bình thường cô đều thích ngồi trên cái bô gặp người khác sao? Cũng không hẳn, còn phải xem người ta gặp có thơm hay là thối nữa. Tôi họ Diệp, tên là Diệp Linh. Mọi người đều gọi tôi là Tiểu Diệp. Những món này hung ở trong đây lâu như vậy, cũng xem như là xứng với cái tên Phụng Hoàng thối của anh. Anh còn đứng đấy đợi gì nữa? Không có gì, tôi đang nghĩ nên cảm ơn cô thế nào đi. Không cần cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Lão Đao Bả Tử đi. Vậy Lão Đao Bả Tử còn từng nói gì về tôi nữa không? Háo sắc. Xem ra ông ấy cũng thực sự hiểu rõ tôi đấy. Lời của ông ấy từ trước đến nay không sai bao giờ. Lão Đao Bả Tử, ông ấy rốt cuộc là người như thế nào? Là người mà anh không bao giờ được đắc tội. Tại sao? Tiểu Phụng Hoàng, anh phải nhớ kỹ. Nếu như anh muốn yên ổn sống ở đây thì nhất định phải nhớ rõ quy tắc của Sơn Trang. Thứ nhất, không bao giờ được nghe lén cuộc nói chuyện của người khác. Thứ hai, không bao giờ được dò hỏi quá khứ của người khác. Thứ ba, muốn phải nghe theo sự sai khiến của Lão Đao Bả Tử. Còn có cái thứ tư không? Không được để người phụ nữ nào vào trong phòng của anh. Cái quy tắc này có vẻ như không thích hợp cho lắm. Không phải cô đã vào rồi đó sao? Tôi là ngoại lệ. Nhớ đấy, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không được. Đặc biệt là Đại Diệp Tử với Hoa Quả Phụ. Đại Diệp Tử, Hoa Quả Phụ.
Chỉ tiếc là không có rượu. Nếu không tôi nhất định sẽ kính ông vài ly. Anh không sợ tôi? Có vẻ còn rất chào đón tôi. Một người đối với cái đầu gà còn tôn kính như vậy, có lẽ sẽ không là kẻ địch mà là bằng hữu. Ta chỉ là du hồn, không xứng với hai chữ bằng hữu đó. Ban ngày gặp phải câu hồn, đến ban đêm thì gặp phải du hồn. Vì tôi bây giờ chẳng phải là một âm hồn thích kết giao bằng hữu. Đây là chuông ăn túi. Mỗi khi trong sơn trang có người có tiếng tâm đến, hoặc là có chuyện gì trọng đại đến, sẽ vang lên. Anh phải mau chóng đến sảnh lớn ăn cơm. Nhưng bữa cơm này ăn cũng không dễ dàng đâu. Đại sảnh ở đâu vậy? Tiểu Phong Quang, anh đến muộn rồi. Phải đi một đường dài như vậy đến đây ăn cơm, không muộn mới là lạ đấy. Vừa nãy là thương trận của biểu ca. Người vừa mới tới sân trang đều phải bắt buộc qua được cửa ải này trước. Nếu như không qua được thì sao? Vậy chỉ có thể nát dùng ở trong đó thôi. Xem ra người ở sân trang võ công cũng rất cao cường. Đi thôi, tôi dẫn anh vào. Quân ấy chính là biểu ca, thương trận chính là do quân ấy bố trí. Cố dân phi của phái Dựa Đan, quả ra anh vẫn chưa chết. Nói không sai. Xem ra những gì mà anh biết cũng không phải là ít. Người đó chính là Thanh Diện Quỷ, kia chính là Thủy Yêu, Phong Quái. Lục Tiểu Phụng, anh cũng có ngày hôm nay. Cố huynh, chẳng qua chúng ta là khác đường cùng đích, sao anh lại đổi thành biểu ca rồi? Gọi là gì không quan trọng, quan trọng là ta vẫn có thể uống được rượu, còn có cơ hội báo thù thay cho sư đệ của ta. Cố huynh, anh nói cái gì mà tôi nghe không hiểu? Đúng vậy đó biểu ca, huynh đang nói gì vậy? Không được tỏ ra bí hiểm. Nói cái gì? Tới uống rượu đi. Lục Tiểu Phụng, ca ca, ca ca. Lục Tiểu Phụng, người có nhận ra quân ấy không? Diệp Tuyết, chuyện này là thế nào? Diệp Tuyết, đại Diệp Tử. Diệp Tuyết, làm sao mà ca ca lại chết vậy? Ca ca chính là bị Lục Tiểu Phụng giết chết. Điều này là không thể xảy ra. Lúc ta phát hiện ra ca ca ở trong rừng trúc, quân ấy đã chết tới 5-6 giờ. Hôm nay chỉ có Lục Tiểu Phụng đi qua rừng trúc đó. Không phải anh ta làm còn ai nữa? Không thể nào, không thể nào đâu.
Diệp Tuyết cô nương, thực ra hôm nay ở trong rừng trúc còn một người nữa. Ông cũng không được tính vào trong đó. Tôi đương nhiên là không được tính rồi. Nhưng cái người giết chết Diệp cô Hồng kia có lẽ được tính đấy. Ai? Tây Môn Suy Tuyết. Ông nói dối. Diệp Tuyết, không cần đuổi theo. Lão đao bả tử. Cảm ơn ông. Ngươi không cần phải cảm ơn ta. Những lời ta nói thực ra là ý của lão đao bả tử. Ông ấy đã biết rồi. Chỉ cần ông ấy muốn biết thì ta cũng không thể không nói. Diệp thiếu hiệp, rốt cuộc kiếm của ai nhanh hơn thì cũng không cần tôi phải nói nữa. Tây Môn Suy Tuyết đâm bị thương ông bằng mấy chiêu? Một chiêu. Lúc đó ông có uống say hay không? Không hề. Hiểu rồi. Bây giờ ông có thể trả kiếm lại cho tôi không? Tại sao? Tại sao? Chuyện này không thể nào. Ta cũng là một người coi kiếm như mạng sống. Ta một lòng hướng kiếm chính là muốn chứng minh một chuyện. Kiếm pháp của ta vốn dĩ nhanh hơn ông ta. Nhưng tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao cơ chứ? Hà tất gì phải như vậy? Lão đao bả tử đã dặn dò, chuyện của Diệp cô Hồng tự sát không được nói cho Diệp Tuyết biết. Ngươi cũng đã thấy tính khí của nhà đầu đó rồi, sợ là cô ta sẽ không chấp nhận được. Được. Tôi đây không phải là đang nằm mơ đó chứ? Lục Tiểu Phụng, xem ra anh vẫn còn nhớ tôi. Hoài Nam Nữ Hiệp, Liễu Thanh Thanh, làm sao mà tôi có thể không nhớ ra được? Lần trước ở Kinh Thành vừa thấy nhan sắc tuyệt trần này, vẫn luôn nhớ mãi không quên cho đến hôm nay. Anh đúng là dẻo miệng thật đấy. Chẳng trách là nhiều người phụ nữ thích anh như vậy. Chê cười rồi. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh nghĩ rằng tôi đã chết rồi đúng không? Người phụ nữ đó đáng thương. Cô ta chỉ là diện mạo có đôi nét giống tôi. Nhưng mà cũng phải nói lại, người ở trong sơn trang này làm gì có ai chưa từng ở bên ngoài chết một lần. Đúng vậy. Ở đây giống dĩ là U Linh Sơn Trang mà. Bỏ đi, không cần nhắc đến nữa. Liễu Thanh Thanh đã chết rồi. Sau này anh vẫn gọi tôi là Hoa Quả Phụ đi. Cái tên gọi này đúng là phù hợp với cô. Anh thật là xấu xa. Anh đã nhớ được tôi, vậy chắc cũng nhớ được câu chuyện của tôi chứ. Anh còn đợi gì nữa? Tôi đang đợi cô ra ngoài. Tại sao? Chỗ này của tôi không tiếp đãi bất kỳ người phụ nữ nào, đặc biệt là cô già. Đường đường là đệ tử phái Võ Đan, lại dùng thủ đoạn hạ lưu này. Anh tỉnh lại rồi. Hiện giờ anh nhất định rất muốn biết tại sao tôi lại muốn đối phó với anh. Bây giờ tôi biết, anh nhất định không giết tôi. Tại sao chứ?
Muốn giết tôi thì cần gì phải phiền phức như vậy? Lục tiểu phụng à, Lục tiểu phụng, tôi hỏi anh, tôi còn có thể uống rượu, còn có thể báo thù thay cho sư đệ của tôi đúng chứ? Cố Quynh, lời này anh đã hỏi tôi lần thứ hai rồi, tôi nghe không hiểu gì hết. Nói thật cho anh biết, nếu như anh không phải là người tôi muốn tìm kia, anh vẫn có thể tránh khỏi cái chết. Người mà anh muốn tìm rốt cuộc là người nào? Những lời lúc nãy chẳng lẽ là ám hiệu? Người mà tôi muốn tìm là một người có thể tới chi viện cho tôi. Lão Đao Bá Tử tự cho rằng U Linh Sơn Trang rất nghiêm ngặt. Thực ra, trên giang hồ từ lâu đã có người để mắt đến nơi này rồi. Vậy anh... Tôi chính là người được phái đến để thám thính thực hư của U Linh Sơn Trang. Ngoài ra, tôi còn có một nhiệm vụ quan trọng nữa, chính là điều tra căn nguyên của Lão Đao Bá Tử. Vậy thì anh đã có được kết quả rồi. Tôi đã tra suốt 2 năm, nhưng đến mặt mũi thực sự của ông ta tôi cũng chưa nhìn thấy. Ông ta đã hoàn toàn không cho người khác cơ hội. May mắn gần đây cuối cùng đã có chút manh mối. Lão Đao Bá Tử đang có một âm mưu lớn. Vì vậy tôi nhất định phải tìm được cái người đến chi viện cho tôi, nói tất cả những gì mà tôi biết cho anh ta. Gần đây trong Sơn Trang liên tiếp có người mất tích một cách thần bí, chẳng lẽ đều là do anh? Hết cách rồi, bọn họ đều không phải là những người mà tôi muốn tìm. Vì vậy bọn họ chỉ có thể chết. Tôi chỉ hy vọng lần này sẽ đúng. Tôi cũng hy vọng lần này anh đúng. Đáng tiếc. Biểu ca, đáng tiếc, anh đã không có cơ hội nữa rồi. Có ý gì? Ý của tôi muốn nói là thân phận của anh đã bị bại lộ triệt để rồi. Tôi chỉ cần giết chết hai người. Anh cho rằng anh giết chết hai người bọn tôi rồi thì có thể xử lý gọn gàng sạch sẽ sao? Tôi nói cho anh biết, trong cái sơn trang này không có bất kỳ chuyện gì có thể qua mắt được Lão Đao Bá Tử. Ông ta tới rồi. Lão Đao Bá Tử, ông vừa nãy thực sự nên giữ lại biểu ca làm nhân chứng sống. Vừa nãy có lẽ ta có một con đường sống cũng không cho ngươi. Đáng tiếc là ông không muốn giết tôi. Ngươi trái lại rất tự tin. Tại hạ hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, điểm mạnh nhất chính là tự tin. Tôi vẫn còn nhớ lúc đầu chính ông đã tự mình hạ lệnh cho tôi tiến vào Sơn Trang. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, giữ kín bí mật trong Sơn Trang thì ta sẽ không giết ngươi. Tôi đồng ý. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Ngươi đi đi. Đi. Đúng vậy, ông để tôi đi. Trong Sơn Trang đã xuất hiện do thám, ta không muốn giữ lại người lạ ở trong Sơn Trang nữa. Nếu đã như vậy, tôi cũng có thể tuân mệnh. Nhưng nói chung ngươi cũng là khách của ta. Tất cả những gì trong Sơn Trang chỉ cần ngươi thích, có thể chọn mang đi. Cái gì cũng được. Chỉ cần ngươi có thể mang đi được. Tôi muốn dẫn theo một người phụ nữ. Được. Hoa quả phụ. Cô không sợ sao? Sợ, đương nhiên sợ. Nhưng mà tôi cảm giác bây giờ được sống lại rồi.
Cho dù chỉ có một ngày, tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Tây Môn Suy Tuyết, Tây Môn Suy Tuyết vẫn còn ở đây sao? Cách chúng ta không xa. Sợ gì chứ? Dựa vào sức lực của hai chúng ta cũng chưa chắc sẽ yếu thế. Trong lòng tôi thấy hổ thẹn, trận này còn chưa đánh tôi đã thua rồi. Chuyện đó thực sự anh đã làm sao? Bây giờ phải làm thế nào đi? Lục Tiểu Phụng, ngươi thực sự không nên quay lại đây. Ngươi có biết hậu quả của việc quay lại đây không? Đi ra ngoài cũng chết, quay lại cũng chết, dù sao cũng phải chết. Vậy thì công bằng giao mạng cho lão đa bả tử xử lý đi. Lục Tiểu Phụng, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Được. Bây giờ ngươi nên biết, tất cả mọi thứ ở đây đều là do ta an bài hết. Quá ra ông đã nghi ngờ tôi là do thám. Cho dù ai đi nữa, ta cũng sẽ nghi ngờ. Dù ngươi đã qua được cửa ải của biểu ca, nhưng ta vẫn không yên tâm. Vì vậy mới để ngươi rời khỏi sân trang, để xem ngươi rốt cuộc có thực sự bị Tây Môn Suy Tuyết dùng đến đường cùng không. Không có nơi để đi được nữa. Nếu như ngươi không quay lại, bây giờ e là đã là một cái xác thật rồi. Qua quả phụ thì sao? Ông không sợ tôi sẽ ra tay với cô ấy à? Vì đại sự hy sinh một mạng người cũng không sao hết. Tôi có được coi là đã thông qua khảo nghiệm không? Lục Tiểu Phụng, ngươi làm rất tốt, chính là người mà ta cần. Vậy rốt cuộc ông muốn tôi làm gì? Vẫn chưa đến lúc ngươi có thể đặt câu hỏi. Chỉ cần ngươi tuân thủ ba quy tắc của Sơn Trang, thì ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Các vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, Lục Tiểu Phụng đã chính thức là người của U Linh Sơn Trang. Vâng. Sao ngươi không tránh? Ngươi không phải là vẫn còn hai ngón tay sao? Diệp cô nương, tôi biết bây giờ dù tôi có nói gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không tin. Tôi cũng biết cô rất đau lòng, rất buồn. Nếu bây giờ cô nhất định phải giết một người mới thấy dễ chịu hơn, vậy thì Lục Tiểu Phụng tôi nguyện ý chết dưới kiếm của cô. Năm đó người cùng lão đa bả tử xây dựng nên U Linh Sơn Trang này, còn có cha của tôi. Qua viên nhỏ này chính là món quà sinh nhật ông ấy đã tặng cho tôi vào lúc tôi sinh nhật 5 tuổi. Nhưng 15 năm trước, cha tôi đột nhiên mất tích, mẫu thân lại mất sớm. May mà có lão đa bả tử đã nhận tôi và Diệp Linh làm nghĩa nữ, nuôi dưỡng thành người. Vậy tên cha cô là gì? Tôi chỉ nhớ tướng mạo của cha. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, không biết ông ấy tên là gì. Vậy ca ca của cô thì sao? Cậu ta có lẽ biết tên của cha cô. Không, thực ra Diệp Cô Hồng cũng không phải là ca ca ruột của tôi. Cô ấy cũng là cô nhi được lão đa bả tử nhận nuôi. Nhưng không biết tại sao
Từ nhỏ tôi đã không thể hòa hợp với Diệp Linh, nhưng với cô Hồng ca ca lại như huynh muội ruột thịt. Vì vậy ở trong Sơn Trang, chỉ có Diệp cô Hồng là thật lòng chăm sóc cô, lo lắng cho cô, có đúng không? Tôi hiểu rồi. Cô vốn dĩ hoàn toàn không ăn khớp với nơi này, vì vậy mỗi ngày cô đều rất buồn. Có những lúc tôi thực sự không thể hiểu nổi, ông trời sao lại đối xử với nhà họ Diệp bất công như vậy? Cha tôi làm sai điều gì chứ? Mẫu thân của tôi làm sao ở đâu? Ngày hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện này. Tôi... Nếu như tôi gả cho anh nhất định sẽ báo thù thay cho tôi đúng không? Dù cô không gả cho tôi cũng sẽ không tha thứ cho kẻ thù của cô. Diệp Linh! Diệp Linh! Bạn Hữu! Nếu cô còn không ra ngoài, dễ bị gạt chết lắm đó! Diệp Linh! Diệp Linh! Diệp Linh! Diệp Linh! Diệp Linh! Cậu là Lục Tiểu Phụng. Đúng là tại hạ. Có phải cậu cảm thấy tôi xấu xí đúng không? Tại hạ không dám. Nếu như cậu bị người ta đánh rơi xuống núi cao mấy trăm trượng, sau đó bị ngâm trong bùn lầy 15 năm, có lẽ không được như tôi. 15 năm? Cậu tới để tìm Diệp Linh. Sao ông biết? Cậu là người mà tôi hẹn ra đây. Tại sao tôi lại có thể không biết? Ông là người hẹn tôi. Vậy có gì muốn chỉ giáo? Tôi là muốn nói cho cậu biết, sau này không được phép yêu đương với Diệp Tuyết. Tại sao? Bởi vì Linh Nhi thích cậu. Cậu chỉ có thể yêu đương với Linh Nhi. Linh Nhi? Lẽ nào ông chính là Tiểu Phụng Quang? Lục Tiểu Phụng, anh ở đâu? Ra đây đi. Đồng ý với tôi, không được nói với bất kỳ ai là cậu đã nhìn thấy tôi. Tiểu Phụng Quang, anh đã nói chuyện với ai đấy? Nói đi, sao lại thành ra như vậy? Tôi, vừa nãy tôi ăn chút nấm, không ngờ lại có độc, nên chỉ có thể tự điểm quyệt mình, để tránh độc tố chạy tới tim. Quá ra như vậy. Xít, nói nhăn nói cùi. Nói đi, là do người phụ nữ nào đã làm? Cô quan uổng cho người tốt rồi. Tôi mới không quan uổng cho anh đâu. Anh cứ ở đấy, quay lại tính sổ với anh sao? Nè nè, giải quyết cho tôi trước đã. Giải quyết thì dễ thôi, nhưng mà giải quyết rồi, độc tố chạy đến tim thì phải làm sao đây? Vì vậy phải giải độc trước rồi mới giải quyết. Đợi một chút, tại sao tôi lại cảm thấy nóng như vậy? Mặt anh đỏ thật đấy, có phải là sốt rồi không? Thuốc này rõ ràng là xuân dược lợi hại nhất trên đời, xuân trường thảo. Anh bây giờ có phải là rất muốn hay không? Cô hại tôi. Đồ ngốc, làm sao mà tôi có thể hại anh được chứ? Anh đã từng nói, nếu như tôi gả cho anh nhất định sẽ báo thù cho tôi.
có đúng không? Vừa nãy cô nghe lén cuộc nói chuyện giữa tôi với Diệp Tuyết. Đại Diệp Tử rõ ràng biết tôi là người gặp anh trước, thế mà vẫn tranh với tôi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ mà tôi thích thì ấy nhất định sẽ cướp đi. Cô ấy căn bản không phải là tỷ tỷ của tôi ghét cô ấy. Tiểu Phùng Quang, anh là người của tôi, tôi sẽ không để tỷ ấy cướp đi mất. Diệp Linh, đừng, anh sẽ cưới tôi đúng không? Bọn họ một lát nữa sẽ tới rồi. Ngươi tới rồi, mọi người đều đang đợi ngươi đấy. Thực ra cũng không cần thiết phải như vậy, mọi người có thể trước. Bình thường thì được, nhưng hôm nay thì không thể. Buổi họp hôm nay chính là muốn tuyên bố một chuyện hỷ sự với mọi người. Ta muốn để đứa con gái tài giỏi của ta Diệp Tuyết đính hôn với Lục Tiểu Phụng. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ không có ai phản đối chứ. Con phản đối? Tại sao? Bởi vì con đã gả cho quân ấy trước rồi. Mụ nói dớ dẫn gì vậy? Sao tỷ không tự mình hỏi quân ấy xem ta có đang nói dớ dẫn hay không? Diệp Tuyết, Linh Nhi, con với A Tuyết đều là do ta tự tay nuôi lớn trưởng thành, đều là bảo bối của ta. Con lại không phải là con biết tính khí của A Tuyết, con hà tất gì phải ép nó chứ? Con muốn làm gì? Con không nghịch ngợm nữa đâu, tỷ ấy là tỷ tỷ của con không muốn tỷ ấy chết. Linh Nhi, con đi lên đó như vậy thì cả hai đứa con đều phải chết. Hai người các ngươi đi lên cho ta. Các ngươi nghe cho rõ, nếu như con bé chết thì hai người cũng sẽ phải chết. Đợi đã. Mọi người đều rời đi hết đi, tôi có cách cứu Diệp Tuyết. Đi thôi. Bụi còn giận ta sao? Cút. Bụi không muốn thấy ta sao? Cút đi. Bụi không muốn thấy ta, vậy tại sao phải đợi ta? Bụi biết sớm muộn gì ta cũng đi lên, vì vậy mùi mới chưa chết. Ta biết mùi sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, nhưng trên đời này còn có một người đáng để mùi tiếp tục sống tiếp. Người không xứng. Ta quả thực không xứng, nhưng người mà ta muốn nói chính là cha của mùi. Ôi,
Này bằng hữu, tôi là Lục Tiểu Phụng, tôi lại quay lại rồi. Bằng hữu, mau ra đây đi. Bạn hữu, cuối cùng ông tới rồi. Lục Tiểu Phụng, chúng ta không phải là bạn hữu, cậu lại quay lại đây làm gì? Bạn hữu, con gái Hà Tuyết của ông ở đây, có muốn gặp mụi ấy không? Lục Tiểu Phụng, không phải cậu đã đồng ý với tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết, tại hạ cũng bất đắc dĩ thôi. Lục Tiểu Phụng, làm sao cậu biết ta chính là cha của A Tuyết? Chính là dựa vào mức độ quan tâm của ông đối với hai tỷ muội họ, ta mới dám đoán 89 phần. Hơn nữa thời gian khi ông bị người ta đánh ở trên sườn núi cũng là thời gian mà cha họ mất tính 15 năm. Tôi nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy đâu. Được lắm Lục Tiểu Phụng, tất cả đều bị cậu nói đúng rồi. Cha, người thực sự là cha của con. À Tuyết, có phải bây giờ con vẫn giống như trước kia, thích ở trong phòng khiến người khác không thể tìm được con? Đúng vậy. Con có còn nhớ vào sinh nhật 4 tuổi của con, cha lần đầu tiên cõng con đi ngắm mặt trời mọc, kết quả con lại ngủ mất. Lúc con 5 tuổi, món quà đầu tiên mà cha tặng cho con là một tiểu hoa viên. Hiện giờ những bông hoa ấy vẫn còn tốt không? Cha, cha, cho con nhìn cha đi. Dáng vẻ bây giờ của cha, con vẫn không nên nhìn thì tốt hơn. Không, nếu như người không nhìn con sẽ chết ngay đây. Được Tiểu Phụng, con thật sự không nên dẫn nó tới đây. Cha, thật sự là người. Cha, ngươi làm gì vậy? Lục Tiểu Phụng, cậu đoán được ta là cha của tỷ muội nhà họ Diệp, nhưng cậu không ngờ là thực ra ta không phải là cha của Diệp Tuyết, chỉ có Diệp Linh mới là con gái của ta. Cái gì? Vậy cha của Diệp Tuyết là ai? Cha đẻ của Diệp Tuyết, vừa khéo lại là kẻ thù của ta, lão đao bả tử. Ông là do ông ta đánh từ trên sườn núi xuống, nhưng ông ta không thể ngờ được là ta vẫn còn sống. Sẽ có một ngày ta sẽ chặt ông ta thành trăm mảnh. Tôi còn biết ân oán của hai người, ông bắt Diệp Tuyết là sao? Cậu yên tâm đi, ta sẽ không làm gì Diệp Tuyết đâu. Diệp Tuyết đâu? Xin lỗi, tôi không bảo vệ được Diệp Tuyết. Ngươi quay lại đại sảnh đi. Chẳng lẽ ông đi cứu Diệp Tuyết? Ta đã từng nói rồi, vì đại sự không quan tâm tình cảm trai gái. Hành động thiên lôi đã sắp bắt đầu rồi. Hành động thiên lôi? Trên đời này rất nhiều người nên chết từ lâu rồi, nhưng bọn họ vẫn sống rất sung sướng. Rất nhiều người vẫn chưa đến lúc phải chết, nhưng họ lại phải sống ở trong U Linh Sơn Trang tham sống sợ chết. Thiên lý ở đâu? Đạo nghĩa ở đâu? Những người có thể đứng ở đây, có người nào không phải là anh hùng hảo hán? Có người nào mà chưa từng gian danh khắp giang hồ? Chẳng lẽ mọi người lại nguyện ý mai danh ẩn tích, bấm bụng chịu đựng, làm âm hồn suốt đời ở đây sao? Không nguyện ý. Được, bây giờ cơ hội duy nhất của các người có thể nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa cuối cùng cũng đã đến rồi. Chính là thiên lôi hành động. Ngày 13 tháng 4 chính là ngày giỗ của Mai Chân Nhân. Sư tổ Võ Đan, trưởng môn Thạch Nhàn đã phát thiệp mời đến tất cả các anh hùng hảo hán trên giang hồ, nói rằng muốn lập trưởng môn mới vào ngày đó. Lần này các nhân sĩ ở khắp nơi trên giang hồ sẽ tề tụ ở đó. Trong buổi lễ của Võ Đan lần này, chúng ta cần phải mua sát 4 kẻ tù lớn của U Linh Sơn Trang. Bọn họ chính là trưởng môn Võ Đan Thạch Nham, trưởng lão phái Võ Đan Mộc Đạo Nhân, hộ giới đại sư của chùa Thiếu Lâm và quan ổ suốt 20 năm Ưng Nhãn Lão Thất. Cái này chính là hành động thiên lôi. Hành động thiên lôi chính là phải tiêu diệt hoàn toàn 4 tên cáo già này cùng với tất cả đệ tử đồ tôn của họ. Mỗi chi tiết hành động đều đã được lão đao bả tử tính toán chu đáo kỹ lưỡng. Tất cả mọi người chia thành 3 đợt xuất phát. Đợi đã, hành động thiên lôi tôi không tham gia. Tại sao? Bộ đồ lặn cá mập và mũi tên dưới nước của tôi sáng sớm hôm nay đã bị trộm mất. Tôi mà đi nghĩ là hiến mạng. Các vị, mọi người nói xem cậu ta không đi được không?
Còn có người nào không đồng ý tham gia nữa không? Ta cũng không muốn miễn cưỡng. May mà quan tài ở trong sơn trang còn rất nhiều. Vừa nãy hình như ông đã quên giao nhiệm vụ cho tôi. Nhân tố quyết định sự thành bại của hành động thiên lôi chính là ngươi. Nhưng mà ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Cụ thể phải làm gì, đến lúc đó có người sẽ nói cho ngươi biết. Biểu ca Hoa Quả Phụ, hai người bọn họ sẽ đi cùng ngươi. Nhưng mà tại sao không thấy Diệp Linh đâu? Ngươi đoán xem là ai đã lấy trộm đồ của Cám Mập và lửa đào dưới nước của Thủy Yêu? Chẳng lẽ Diệp Linh đi tìm Diệp Tuyết? Ta cũng không ngăn được. Cứ để con bé đi đi. Kẻ thù lớn nhất ở phía trước, ngươi không nên lo lắng đến chuyện này. Đúng vậy, thứ mà tôi nên quan tâm nhất bây giờ chính là Tây Môn Suy Tuyết liệu có đến giết tôi nữa không. Tôi nên sớm nghĩ đến ông là một cao thủ dịch khách. Đôi tay này của tôi cũng đã từng gây ra không ít phiền phức. Có một chuyện mà tôi rất muốn biết. Những người như chúng ta sau khi dịch dung có phải đều có ký hiệu đặc biệt gì không? Không có, không có. Vậy khi hành động có phải rất dễ bị giết nhầm không? Tuyệt đối sẽ không sai đâu. Khi hành động, mục tiêu của mỗi người khác nhau. Người tới giết Thạch Nham thì chỉ giết Thạch Nham. Tới giết một đạo nhân thì giết một đạo nhân. Chỉ cần người trong tổ nhận ra nhau là được. Sẽ không nhầm đâu. Vì mỗi người sẽ có một bức chân dung mới. Chỗ này của tôi có ảnh vẽ chân dung, tôi cũng có thể đưa cho anh. Nhưng có điều kiện. Điều kiện gì? Lúc anh rời đi, dẫn tôi đi theo cùng. Được, tôi đồng ý với ông. Anh muốn quá trang Hoa Quả Phụ thành như thế nào? Càng già càng xấu, càng tốt. Đi nhanh lên. Hoa Quả Phụ, sao lại cứ khóc, thúc tha thúc thích như vậy hả? Đừng quên, chúng ta là vợ chồng già, muốn quay về nhà mẹ đẻ. Đáng ghét, ai là vợ chồng già với ngươi? Sao lại không phải là vợ chồng già chứ? Bà nhìn xem, con trai của chúng ta đã lớn vậy rồi. Ông không nói, tôi ngược lại là không nhớ. Biểu ca. À quên, con trai ngoan, dắt lừa cẩn thận đó. Mấy người đây là muốn làm gì? Nhiệm vụ của anh trong lần này đã hoàn thành rồi. Tôi đã nghĩ đến trước. Có cần bọn tôi ra tay không? Đi thôi. Nè, mấy người khiến sát đánh luôn rồi. Nhanh lên, gõ cửa đi. Trường Lữ Hoàng Du, ngôi nhà này đến đây cũng không có. E là bất thường. Đồ nhát gan, dù có bất thường thế nào thì cũng xảy ra chuyện gì chứ. Chỗ này của tôi đã lâu rồi không có người đến. Mấy người xác định muốn ở lại đây sao? Tất nhiên rồi.
Đáng tiếc, sợ là mấy người không ở được đến nửa giờ đồng hồ. Đây là quái gì? Đó là mắt. Là mắt thần của Thẩm Tam Nương. Nghe nói Thẩm Tam Nương không chỉ có thể thêu qua ở trong bóng tối, còn có thể đâm thủng đầu của một con mũi ở cách hơn 30 bước bằng kim thêu. Bà nói xem, mắt của bà ấy có phải là mắt thần không? Theo như những gì tôi biết, Thẩm Tam Nương này chính là biểu muội của một đạo nhân, trưởng lão phái Võ Đan. Tôi còn nhớ, cũng chính là một đạo nhân đã bày mưu để bà ấy gả cho đệ tử xuất sắc nhất của mình, Diệp Lăng Phong. Năm đó, cặp đôi mới này không biết đã từng khiến cho bao nhiêu nhân sĩ trên giang hồ phải ngưỡng mộ. Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, chỉ mấy năm sau, Thẩm Tam Nương đã vì bệnh nặng mà qua đời. 3 năm sau, Diệp Lăng Phong cũng mất tích. Chủ nhân thật sự của căn nhà này chính là Diệp Lăng Phong của phái Võ Đan. Ở đây tất cả có 92 căn phòng, cũng chính là có 92 cái hộp như vậy. Diệp Lăng Phong thực sự đã rất yêu vợ của mình. Vì vậy sau khi Thẩm Tam Nương qua đời, ông ấy đã để vào mỗi chiếc hộp một bộ phận cơ thể của Thẩm Tam Nương, còn nói rằng như vậy mới có thể thấy bà ấy mọi lúc mọi nơi. Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng, ông đâu rồi? Lục Tiểu Phụng, biểu ca, Quỳnh chết ở xóa nào rồi? Chết ở xóa nào rồi? Bà bị lạc đường rồi sao? Đi theo tôi đi. Bà là ai? Tôi đương nhiên là Thẩm Tam Nương rồi. Bà cầm tay của tôi mà còn không nhận ra sao? Đèn tối hôm qua, Thẩm Tam Nương làm sao xuất hiện cơ chứ? Mấy người thì sao? Người đàn ông kia. Bà nói cho tôi trước, đang yên đang lành bà tự nhiên lại đập đầu ngất xỉu. Cái gì? Tôi tự đập đầu mình à? Ngất cũng là thật. Nhưng cái đèn đó tắt rồi. Đèn tắt rồi, chúng ta đương nhiên là phải đi tìm lửa rồi. Đáng tiếc trở về bà đã nằm dưới đất rồi. Vốn dĩ là bà cứ cố chấp muốn vào trong đó, nhưng bà lại nhát gan như vậy. Dừng xe. Cuối cùng cũng đến rồi, không cần giả dạng bà lão nữa. Phu thê chúng ta coi như là làm xong rồi. Đáng ghét. Cô muốn dẫn tôi đi đâu? Yên tâm, tôi sẽ không làm hại anh. Anh có thể vào rồi. Làm sao? Cô không vào sao? Tôi làm sao mà dám? Người ta sẽ kề dao vào cổ của tôi đấy. Cái người này là ai chứ? Một người mà nằm mơ anh cũng muốn gặp. Vậy tôi đi trước đây. Ông muốn gặp tôi có biết bao nhiêu cách? Cần gì phải khiến tôi mừng hụt một phen? Bởi vì những lời ta muốn nói với người bây giờ tuyệt đối không thể để người khác nghe. Hành động thiên lôi, ngoại trừ việc giết 4 người kia, còn có mục tiêu quan trọng nhất.
chính là Tử Kim Quan trên đầu trưởng môn Thạch Nhạm. Dựa theo truyền thống của Võ Đan, chỉ có thể vào ngày lễ lập trưởng môn mới, mũi kim quan quý giá này mới xuất hiện trên giang hồ. Tử Kim Quan có đẹp hơn nữa cũng chẳng qua chỉ là một cái mũ, không sai. Nhưng trong chiếc mũ đó cất giấu một quyển sổ sách, một quyển sách có liên quan đến tính mạng của gần 100.000 gia đình. Tính mạng của 100.000 gia đình? Đúng vậy. Phái Võ Đan từ đời Mai Chân Nhân bắt đầu âm thầm thu thập những việc riêng tư bí mật của hầu hết những nhân sĩ trên giang hồ. Bí mật không để người khác biết. Mỗi bí mật ở trong quyển sổ sách kia, nếu như có một ngày bị lộ ra, đều có thể khiến những người đó thân bại danh liệt, chết không chỗ chôn. Vậy những người ở trong sơn trang, nếu như không có quyển sổ đó, bọn họ sao có thể trở thành người chết? Đường đường là trưởng môn phái Võ Đan, Thạch Nhạm thật là quá nham hiểm. Đúng vậy, ông ta quả thực không nên, nhưng ông ta vẫn cố tình làm như vậy. Con người trên giang hồ ai có thể trong sạch? Nhưng vì quyển sổ đó, bọn họ đến cả cơ hội có thể hối cải thay đổi cũng không có. Vì vậy ông muốn cho bọn họ một cơ hội. Nhưng tiếc là khắp trời đất này, ai có thể cướp được Tử Kim Quan trên đầu của trưởng môn ngay trong đại lễ của Võ Đan chứ? Có đúng không? Chuyện này phải trông cậy vào Lục Tiểu Phụng cậu rồi. Cái gọi là đèn đóm sáng tỏa, người người theo dõi. Cho dù có 10 Lục Tiểu Phụng thì cũng khó như lên trời. Huống hồ Ưng Nhãn Lão Thất, Khổ Giới Đại Sư, còn có một đại nhân, đều là bằng hữu của ta. Căn bản là không có cơ hội ra tay. Yên tâm đi, lúc cậu ra tay không ai nhìn thấy cậu đâu. Nồi gián của chúng ta ít nhất cũng đã thử nghiệm 100 lần rồi. Đã tính chính xác nếu như trong dầu chỉ có 1-2 dệt, đèn trường minh trong động chân nhân nhất định sẽ tắt cùng lúc với Thạch Nhạm xuất hiện. Đến lúc đó chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Các vị đều đã tới rồi. Trưởng môn giá đáo. Nhờ có sự cất nhắc của các vị, hôm nay có thể tham gia đại lễ sắc phong của Võ Đan, Thạch Nhạm vô cùng cảm kích. Hôm nay ta ở trước mặt các vị đồng đạo Võ Lâm, tuyên bố người kế nhiệm trưởng môn của Võ Đan. Ta tuyên bố, sau khi ta rút lui, anh cũng hoàn thành thuận lợi. Vừa nãy tôi còn lo lắng anh nữa. Đại công cáo thành rồi, sao mà ở đây đến rượu cũng không có? Là ai nói? Người đi mua rượu đúng lúc quay lại rồi.
Các huynh đệ vất vả rồi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi xuống. Các vị ngồi ở đây đều là những anh hùng hảo hán, hành động thiên lôi, hoàn toàn thắng lợi. Tốt lắm, tốt lắm. Đợi một chút. Lão Đa Bá Tử, hình như ông quên đòi lại tử kim quang từ chỗ tôi rồi. Không phải vội. Ông đương nhiên là không phải vội. Dù sao thì tôi cũng đã chịu tiếng xấu theo ông rồi. Tại sao ông còn ném đá vào ngọn đèn trường minh đó? Tại sao còn muốn để lộ thân phận của tôi? Lục Tiểu Phụng, lần này nếu không có cậu tu hút sự chú ý của họ thì chúng ta cũng không thắng được dễ dàng như vậy. Cậu chính là người có công lớn nhất, ta nhất định sẽ trọng thưởng cậu. Nói đi, có yêu cầu gì ta cũng sẽ thỏa mãn. Đa tạ ông. Lần này mọi người có thể nhìn thấy mặt trời một lần nữa, còn tôi thì thân bại danh liệt. Vì vậy yêu cầu của tôi rất cao. Ra giá đi. Tôi chỉ cần một thứ. Nói. Thanh kiếm thất tinh ở trên thắt lưng của ông. Cái mà tôi quan tâm hoàn toàn không phải là tử kim quang, mà chính là thanh kiếm thất tinh này. Lục Tiểu Phụng, quyển sổ quan trọng thực ra chính là ở trong thanh kiếm thất tinh. Ông muốn cướp tử kim quang là dù Thạch Nham mở ra cánh tay phải vô địch thiên hạ kia. Từ trước đến giờ Thạch Nham chưa bao giờ muốn dùng quyển sổ đó để uy hiếp bất kỳ ai, nhưng ông vẫn không yên tâm. Vì vậy tôi nghĩ bí mật lớn nhất trong đó chính là ông. Lục Tiểu Phụng, cậu thật là thông minh. Thông minh đến mức ta không nhẫn tâm giết chết cậu. Nhưng mà cậu nhất định ép ta. Biểu ca, mấy người còn đợi gì nữa? Làm cái gì vậy? Đều muốn phản bội ta sao? Thực ra bọn họ không cần phản bội ông, bởi vì bọn họ căn bản là không phải là người nhà của ông. Cái gì bằng hữu, mau xuất hiện đi. Cách tập kích trong bóng tối không phải chỉ có mình cô mới có thể nghĩ ra. Chính là trong căn phòng ở nhà họ Diệp kia. Bài lớn nhất của ông chính là không nên giết du hồn để diệt khẩu. Vốn dĩ chỉ có du hồn biết dáng vẻ của mỗi người sau khi diệt dung, nhưng ông lại ép quân ấy đứng về phía chúng tôi. Xin lỗi, Qua Quả Phụ, cô là người liên lạc của lão Đa Bả Tử, nên tôi không thể để cô biết. Thất bại lớn nhất của ta không phải ở du hồn, mà là do ta đã tin tưởng cậu, Lục Tiểu Phụng. Ta muốn hỏi ngươi, làm sao mà ngươi có thể làm được tất cả những việc này? Thực ra U Linh Sơn Trang không hề nghiêm ngặt như ông nghĩ. Ngay từ đầu tôi đã biết biểu ca hoàn toàn không phải là Cố Dân Phi của Phá Võ Đan, bởi vì hai tháng trước Thạch Nham đã tình cờ phát hiện Cố Dân Phi thật. Tốt lắm, phải dựng xuất kiếm có lực. Sư phụ, ngươi nhìn kia. Dân Phi, cậu không phải đã... Cố Dân Phi,
Dương Phi. U Linh. U Linh Sơn Trang muốn gây bất lợi cho Võ Đan. Sau khi phát hiện ra Cố Dương Phi, bọn tôi đã lập ra một kế hoạch tên là Ưng Sào. Cho dù bọn họ muốn làm gì cũng sẽ gây nên một trận thanh trừ đẫm máu trên giang hồ lần nữa. Cách duy nhất bây giờ chính là phải tìm được U Linh Sơn Trang, nhất định phải ngăn được việc này. Thực ra vấn đề lớn nhất chính là thuyết phục Tê Môn Suy Tuyết. Mặc dù lần này Tê Môn Suy Tuyết đồng ý giúp đỡ, nhưng đã đưa ra một điều kiện, đó chính là tôi nhất định phải chạy trốn thật. Bằng không nếu để anh ta bắt được, anh ta thực sự sẽ giết chết tôi. Vì vậy, đó xác thực là một trận truy sát, sẽ không có ai nghi ngờ. Ưng Sào. Hay lắm. Vậy các người đã đều là giả, vậy thì mấy người thạch nham kia đang đóng kịch. Xem như lần này ông nói đúng rồi. Ta không hiểu. Cậu vốn dĩ đã nắm chắc thắng lợi, thì cần gì phải hành động theo kế hoạch của ta chứ? Bởi vì tôi vẫn còn một chuyện muốn biết. Chuyện này chính là ông rốt cuộc là ai? Ta là ai? Các người rất nhanh sẽ biết thôi. Chỉ đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ông ta sắp phải chết tới nơi rồi. Ông nên giữ lại nhân chứng sống chứ. Tình huống như vậy, bần đạo cũng không thể để tầm tới như vậy được. Chết rồi thì thôi, ít nhất ông ta vẫn còn cái mặt. Mặt của lão Đao Bá Tử hoàn toàn không phải là tướng mạo thật của ông ta. Câu hồn sứ giả. Nào, mau rót rượu đi, rót đầy vào. Nào, uống nhiều vào. Anh có chuyện phiền lòng. Tôi không nói có lẽ anh cũng biết. Đáng tiếc, giờ lúc hành động thiên lôi, mấy người biểu ca bọn họ đã chạy thoát rồi. Nếu không thì bây giờ cũng đã hỏi ra được manh mối. Các vị hảo hán, hôm nay nhờ có sự ra tay tương trợ của các vị, phái Võ Đan chúng tôi mới có thể thoát khỏi kiếm nạn này. Tôi và thạch trưởng môn cũng biết ơn mọi người. Một đạo nhân, thực ra người mà phái Võ Đan các ông phải kính hôm nay chính là Lục Tiểu Phụng. Vẫn nên mời cậu ta một ly rượu đi, nhất định phải rót đầy vào. Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng, anh đã nghĩ câu hồn sứ giả không phải là lão Đa Bả Tử, vậy thì lão Đa Bả Tử thật là ai? Đáp án ở trong sơn trang này. Lục Tiểu Phụng, biểu ca ở đây.
Đây là cái gì? Không có gì. Cứu mạng! Là Diệp Linh. Diệp Linh, Lục Tiểu Phụng, đây có thể là cái bẫy. Không quản được nhiều như vậy nữa. Lục Tiểu Phụng, ta sẽ không tha cho ngươi. Ông không sao chứ? Linh Nhi đâu? Con bé không sao chứ? Cô ấy không sao? Diệp Tuyết đâu? Ông đã làm gì cô ấy? Ta đã thả Diệp Tuyết ra rồi. Ta không dẫn tâm dục con bé đeo uy hiếp lão ta. Diệp Linh, ông ấy chính là người cha mất tích bao nhiêu năm nay của cô. Cha. Linh Nhi. Cha. Cha. Thật sự là người. Linh Nhi, cha xin lỗi con. Bát quái thôi tâm trưởng. Cha. Cha. Cha ơi. Bằng hữu, ông hãy nói cho ta biết lão Đào Bá Tử là ai? Lão Đào Bá Tử không thắng nổi ta. Đến cuối cùng ông ta vẫn không thắng được ta. Bằng hữu, rốt cuộc ông là ai? Ông hãy nói cho ta biết lão Đào Bá Tử là ai? Ta là Diệp Lăng Phong của phái Võ Đan. Lão Đào Bá Tử là... Cha! Cha! Không ngờ trong những người lập nên U Linh Sơn Trang lại là Diệp Lăng Phong của phái Võ Đan. Vậy lão Đa Bá Tử là ai đi? Tôi đã biết được ông ta là ai rồi. Nhưng chứng cứ ở trong quyển sổ kia. Nhưng mà quyển sổ kia đã bị câu hồn quỷ diệt rồi. Quyển sổ kia đã bị quỷ, nhưng vẫn còn thạch nham. Muộn rồi, vẫn tới muộn một bước. Nửa đêm nửa hôm, thạch trưởng môn đột nhiên phát bệnh chết, vẫn chưa kịp lập trưởng môn mới. Dựa theo môn quy của phái Võ Đan, trưởng môn mới sẽ do một đạo nhân, người có bối phận cao nhất của phái Võ Đan đảm nhận. Mấy người đã nghe nói gì chưa? Một đạo nhân sắp lên làm trưởng môn của phái Võ Đan rồi. Một đạo nhân ở trong phái Võ Đan đức cao vọng trọng, kế từ chức trưởng môn là đúng rồi. Mấy người còn chưa biết, tôi nghe đạo sĩ ở trên núi nói là ông ta là người giết chết lão Đa Bá Tử của U Linh Sơn Trang. Cái gì? Lão Đa Bá Tử là cha của con? Đúng vậy. Còn với Diệp Linh hoàn toàn không phải là tỉ muội ruột. Lão Đa Bá Tử mới là cha ruột của con.
Ta đi trước đi. Ta không nhẫn tâm giết chết con. Mặc dù võ công của lão Đa Bả Tử mạnh như vậy, nhưng kiếm pháp võ đan của một đạo nhân càng sắc bén hơn nhiều. Chỉ cần một chiêu là có thể giết chết ông ta rồi. Một đạo nhân. Cái gì? Cậu nói một đạo nhân chính là lão Đa Bả Tử? Sao có thể chứ? Mọi người đều nhìn thấy ông ta giết chết lão Đa Bả Tử, tuyệt đối không sai. Một đạo nhân mới là lão Đa Bả Tử. Tất cả người trong sơn trang đều đã bị giết diệt khẩu, nhưng biểu ca trước lúc chết đã lưu lại một món đồ có thể chứng minh thân phận của hung thủ. Đồ vật gì? Anh cũng được xem là một người thành thạo về kiếm thuật, làm sao lại có thể không nhận ra nó chứ? Đây là tua kiếm. Đúng, đó chính là tua kiếm. Tua kiếm của phái Võ Đan. Vậy thì đã sao? Đệ tử của phái Võ Đan đến 1.000 người, sao cậu có thể khẳng định là một đạo nhân? A-di-đà Phật. Nghĩ đến môn quy nghiêm ngặt của phái Võ Đan, người được treo tua kiếm màu vàng trên bảo kiếm chỉ có thể là chân nhân ở cấp bậc trưởng lão. Người lập nên U Linh Sơn Trang tất cả có hai người. Một người là lão Đa Bả Tử, mà người còn lại chính là Diệp Lăng Phong của phái Võ Đan. Mục đích của hai người họ lập ra U Linh Sơn Trang chính là muốn cướp lấy chức trưởng môn của phái Võ Đan. Một đạo nhân quả thực đã từng từ bỏ một lần cơ hội để trở thành trưởng môn phái Võ Đan. Thực ra ông ấy cũng là bị ép, bởi vì năm đó ông ta đã phạm phải một quy định cấm. Ông ấy ở bên ngoài không chỉ cưới vợ mà còn sinh cả con. Con gái của ông ấy tên thật là Diệp Tuyết, mà vợ của ông ấy chính là Thần Nhãn Thẩm Tam Nương. Không đúng. Thẩm Tam Nương rõ ràng là vợ của Diệp Lăng Phong, còn là do một đạo nhân chủ hôn. Tôi nghĩ Diệp Lăng Phong rất đáng thương. Là đệ tử, ông ấy phải nghe theo sự sắp xếp của sư phụ, trở thành mộ dựng hy sinh. Thực ra Thẩm Tam Nương là biểu muội của một đạo nhân. Nhiều năm trước hai người họ đã định chung thân với nhau rồi và sinh ra A Tuyết. Nhưng lúc đó một đạo nhân đã thành danh trong phái Võ Đan. Danh tiếng và thê tử ông ấy đều phải muốn. Chính vì vậy nghĩ ra một biện pháp dèn cả đôi đường, chính là để đệ tử Diệp Lăng Phong trở thành vợ chồng giả với Thẩm Tam Nương. Nhưng cũng không ngờ hai người họ lâu ngày sinh tình, kịch giả tình thật, cũng sinh ra một đứa con gái tên là Diệp Linh. Sau này sự việc bại lộ, một đạo nhân và Diệp Lăng Phong hai người trở mặt thành thù. Diệp Lăng Phong bị một đạo nhân đánh rơi xuống núi, từ đó đã mất tích 15 năm. Trong quyển sổ của Thất Tinh Kiếm cũng đã ghi lại bí mật này của một đạo nhân, khiến cho một đạo nhân bao nhiêu năm nay đều không ngóc đầu lên nổi. Khi đứng trước thạch nham, nhưng ông ấy vẫn luôn không cam lòng. Vì vậy mới trăm phương ngàn kế nghĩ ra cách hành động tiên lôi, chính là muốn tiêu hủy quyển sổ kia, một lần nữa ngồi vào chức trưởng môn của phái Võ Đan. Lục Tiểu Phụng, những lời này của cậu quả thực là hợp tình hợp lý, nhưng đáng tiếc chỉ là suy luận của cậu, không có chứng cứ. Đúng vậy, tôi quả thật là không có chứng cứ. Mặc dù hành động thiên lôi đã thất bại, nhưng đến cuối cùng người chiến thắng vẫn là một đạo nhân.
Đợi đã. Lục Tiểu Phụng, cậu có gì muốn nói sao? Một đại nhân. À không, một chữ môn. Xin hỏi tay của ông bị làm sao vậy? Tay của bần đạo có vấn đề gì sao? Tay của ông hình như bị thương rồi. Chỉ là bị thương ngoài da chút thôi, không có gì gì. Bị thương ngoài da? Bị bát quái Thôi Tâm Chưởng đánh mà cũng bị thương ngoài da sao? Bát quái Thôi Tâm Chưởng? Lục Tiểu Phụng, cậu đang nói cái gì vậy? Ta làm sao có thể trúng bát quái Thôi Tâm Chưởng được chứ? Thật nực cười. Trên giang hồ ai lại không biết? Môn phái võ công ấy là do đồ đệ Diệp Lâm Phong của ta tự mình sáng tạo ra. Hơn nữa, từ đó mà nó cũng đã tẩu quả nhập ma, sớm đã không còn trên đời này nữa rồi. Một chưởng môn nói không sai. Diệp Lâm Phong xác thực là đã chết rồi, nhưng ông ấy vừa mới chết 2 ngày trước. Lục Tiểu Phụng, cậu đừng có ăn nói lung tung. Một chưởng môn, đạo gia mấy người có nói chỉ riêng không loạn đường công, dục vọng không uổng chính thuận, đúng không? Lục Tiểu Phụng, cậu muốn nói cái gì? Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Mời ông giơ tay phải ra, để những bằng hữu trên giang hồ nhìn một chút, để tự họ phán đoán. Một chưởng môn, ông không dám sao? Lục Tiểu Phụng, cậu đừng ép ta. Tôi không dám. Tôi thực sự là không có bản lĩnh đó. Ai không dám, tôi dám. Con muốn giết ta? Ông đã giết chết cha tôi, tôi đương nhiên phải báo thù. Con cho rằng ta đã giết chết cha của con? Đúng vậy, cha của ta chính là lão Đao Bả Tử đã chết dưới mũi kiếm của ông. Lão Đao Bả Tử? Cậu có biết lão Đao Bả Tử là ai không? Lão Đao Bả Tử không thể thắng được tôi. Đến cuối cùng ông ta vẫn không thể thắng được tôi. Lão Đao Bả Tử chính là cha ruột của ta.
tốt. Báo ứng. Báo ứng. Tại sao anh không giữ lại hai tỷ muội họ? Quá tàn nhẫn rồi. Đã không có cách nào để đối mặt với nhau được nữa. Tiểu Phùng Quang,